Chương trình này được bảo trợ bởi Lee's Sandwiches, nhanh chóng, tiện lợi, dùng được mọi lúc, mọi nơi. Jin và Kim Thư Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 in hình bản đồ Việt Nam 714-985-9999 và 714-657-7866. EV Princess Cosmetics, sản phẩm làm đẹp làn da của phụ nữ trên toàn thế giới. 408-509-4480, 714-756-1070. Từ quý vị, tôi Xuân Quỳnh và Đoàn Trọng xin thân ái gửi lời chào đến quý vị cùng với chúng tôi qua Cà Phê Sáng. Good morning, Xuân Quỳnh. Good morning anh Đoàn Trọng và good morning quý vị khán giả của chương trình Cà Phê Sáng. Thưa quý vị, có thể nói đây là một tin vui đối với những ai đang sống tại thành phố Westminster, bởi vì thời tiết nhiệt độ trong tuần này đã giảm hơn một chút so với tuần trước, và nhiệt độ cao nhất ngày hôm nay thưa quý vị là ở mức là 78 độ F, nhiệt độ xuống thấp nhất là 66 độ F, với tốc độ gió trung bình là từ 10 cho đến 15 dặm một giờ. Và buổi sáng thì trời khá là âm u, tuy nhiên trời sẽ ấm dần lên vào buổi trưa. Kính thưa quý vị, hôm nay có thể mọi người đều hướng về thị trường chứng khoán Hoa Kỳ. Có thể nói ngày hôm qua là một trong những ngày tệ hại nhất, trong khi mà tất cả các toàn bộ ba thị trường gồm có Dow Jones, Nasdaq và S&P 500 đã tụt xuống dốc thê thảm với chỉ số ở quả mức mất đi tới 766 điểm. Sáng nay thì tất cả các sự trao đổi ở thị trường chứng khoán Hoa Kỳ với Dow Jones hiện nay đang vượt được 182 điểm và chỉ số Dow Jones hiện tại đang nằm ở 25.916 điểm. Trong lúc đó thì kính thưa quý vị, Nasdaq cũng vượt lại được 97 điểm 98 kề cận với 98 điểm và chỉ số của Nasdaq bây giờ là 7.824 điểm. Trong lúc đó thì S&P 500 lại vượt được 23 điểm 35 và chỉ số nằm ở 2.868 điểm. Điều mà sáng nay tất cả những nhà trao đổi thị trường chứng khoán lo sợ lại thêm một ngày sụp đổ như ngày hôm qua sau khi đồng nhân dân tệ đã bị mất giá. Tuy nhiên tất cả các sự kiện vẫn lên có thấy một màu xanh sáng nay, chứng tỏ tất cả những sự kiện mà người ta quan ngại đến vấn đề khủng hoảng tài chính có thể chưa đến hồi mà đi đến một cái kịch tính mà làm cho người ta hoảng sợ. Đó là một vài sự kiện mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị sáng sớm nay qua tất cả những tin tức dao động về thị trường tài chính vào ngày hôm qua. Nhưng sáng nay trước tiên như Quỳnh đã nói là thời tiết thì rất là tốt, phải không thưa như Quỳnh? Đúng vậy thưa anh Hoàng Trọng. Nhưng mà thông thường những mùa này thì có những cái cơn bão ở tất cả các tiểu bang như là Florida, như là Alabama, Louisiana, cũng như tất cả các tiểu bang Mississippi, tạo nên cho người ta những cái sự lo sợ về một cái cơn bão nhiệt đới. Tuy nhiên đến bây giờ thì cũng chưa có những cái dấu hiệu gì mà có thể nói là chỉ số đáng chú ý. Vâng. Cảm ơn Nhi Huyền, cảm ơn Xuân Quỳnh với tất cả các tin tức khí hậu và thời tiết. Đến bây giờ thì Xuân Kình cùng với tất cả quý khán giả chúng ta bắt đầu đến trở lại hai nơi El Paso và Dayton. Đến bây giờ con số tử thương ở El Paso đã lên tới 22 người vĩnh viễn ra đi. Và hôm qua thì tất cả những người dân thành phố El Paso đã tề tụ với nhau và họ đã nói lên điều gì thưa Xuân Kình? Thưa quý vị, thêm 2 người nữa đã qua đời trong vụ xả súng tại Texas và mọi người đã đến để mà tưởng nhớ đến 22 người thiệt mạng khi mà một kẻ nổ súng đã tấn công người mua sắm tại Walmart thuộc thành phố El Paso, tiểu bang Texas. Những người như Jordan và Angie Encondo, đó chính là một cặp vợ chồng trẻ với đứa con trai 2 tháng tuổi của họ khi mà họ đang đi mua đồ dùng học tập trong lúc mà vụ nổ súng đã xảy ra. Cặp vợ chồng đã thiệt mạng nhưng mà đứa bé thì vẫn sống sót bởi vì cha mẹ của anh ấy đã che chở cho khỏi tiếng súng. Và cũng có những cái câu chuyện mà cho thấy cái việc những người đã cứu trong cái vụ nổ súng này diễn ra thưa quý vị, đó chính là nhân viên và khách hàng của Walmart đã giúp 140 người thoát khỏi cái cuộc tấn công đầy bạo lực này. Tay súng người đã bị buộc tội là giết người đã không tỏ ra hối hận khi mà cảnh sát đã bắt. Tổng thống Donald Trump đã giải quyết vấn đề liên quan đến quốc gia về vụ xả súng ở đó tại Dayton cũng như là Ohio. Tại Dayton, Ohio thưa quý vị. Kính thưa quý vị, tất cả những sự kiện chúng ta chờ xem chuyến đi thăm Dayton cũng giống như là ở El Paso của Tổng thống Donald Trump. Phản ứng của những người dân như thế nào khi Tổng thống Donald Trump sẽ đến hai thành phố và đặc biệt là thành phố El Paso? Như quý vị biết, thành phố El Paso là một trong những thành phố nằm ở biên giới với tiểu bang New Mexico, là một trong những thành phố có thể nói là an toàn. Ở đó, tất cả những người dân, cư dân của hai quốc gia Mexico và Hoa Kỳ có thể nói có những cái trao đổi thương mại, trao đổi cuộc sống ở một cái thủ phủ của một thành phố mà đã được người ta nói đến rất nhiều trong thời gian qua. Tất cả những sự kiện chống lại những người di dân, tất cả những sự kiện bộc phát của những người cho rằng là những người da trắng đó đã không được chấp nhận ở trong lịch sử của Hoa Kỳ.
Và chúng ta nói đến cái người mà gọi là nghi can thủ phạm về vụ xả súng giết chết 22 người ở El Paso. Anh ta là một trong những thanh niên hiện nay đang bị thất nghiệp. Đã 5 tháng vừa qua anh ta bị thất nghiệp và hiện nay anh ta đang lãnh những cái tiền trợ cấp từ Food Stamp. Nhưng có một điểm mà làm tất cả mọi người chú ý đến, với những cái điều kiện khó khăn như vậy, anh lại đủ tiền đi mua một cây súng AK-47. Và chính cây súng này là một trong những cái sự kiện đã dẫn đến những cái tai nạn kinh hoàng nhất, khủng hoảng nhất ở tại El Paso. Đó là một trong những sự kiện mà tất cả thành viên quốc hội cũng giống như tất cả những thành viên quan trọng ở lưỡng đảng Cộng hòa và Dân chủ cũng giống như Tổng thống Donald Trump đang quan tâm đến vấn đề sự kiện liệu chúng ta sẽ làm gì trong tương lai khi tất cả những cái sự kiện mà trong những ngày vừa qua dồn dập đưa đến những cái vụ thảm sát tồi tệ nhất của nhân loại. Ở đây là một trong những sự kiện mà gọi người ta gọi là bắn súng hàng loạt, thưa Xuân Quỳnh. Dạ đúng vậy thưa quý vị, và đến với cuộc nổ súng tại Ohio thì một tài khoản trên Twitter dường như là được cho là đã thuộc về tay súng nổ súng ở Dayton đã chuyển tiếp những cái bài viết tỏ ra cái sự cực đoan cánh tả cũng như là việc chống lại các cảnh sát, cũng như trên các trang tweet của mình là ủng hộ Antifa hoặc những người chống phát xít, người biểu tình. Vụ xả súng hàng loạt vào sáng sớm chủ nhật tại một khu giải trí ở Dayton đã khiến cho 9 người thiệt mạng. Cảnh sát vẫn chưa xác định được điều gì đã khiến cái tay súng này giết chết hàng loạt người như vậy. Kính thưa quý vị, chúng ta nói đến rất nhiều vị tổng thống thứ 45 của Hoa Kỳ, đó là ông Donald Trump. Ông Donald Trump với một cái đường lối mạnh dạn, với cái câu khẩu hiệu của ông là Make America Great, làm cho nước Mỹ trở thành vĩ đại. Và trong đó có những sự kiện ông cần giải quyết đến vấn đề tất cả những người lợi dụng cơ hội để xâm nhập vào Hoa Kỳ, tạo một cái sự gọi là bất ổn cho đời sống từ chính trị cho đến kinh tế. Nhưng Tổng thống Donald Trump vẫn cương quyết và ông lên án tư tưởng thượng đẳng da trắng sau hai vụ xả súng vừa qua trong những ngày cuối tuần. Phản ứng về tất cả các vụ xả súng hàng loạt ở Mỹ, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tuyên bố ông sẽ hành động với quyết tâm khẩn cấp, lên án thẳng thừng những tư tưởng thượng đẳng da trắng nhưng không kêu gọi các biện pháp kiểm soát súng chặt chẽ hơn. Đây là một trong những sự kiện mà người ta mong đợi Tổng thống Donald Trump sẽ đưa ra một loạt tất cả những vụ vấn đề gọi là kiểm soát súng chặt chẽ, hầu ngăn chặn tất cả các cuộc vụ nổ súng bừa bãi. Nhưng đến bây giờ thì lại nhiên Tổng thống Donald Trump đã đưa ra hành động với quyết tâm khẩn cấp. Tuy nhiên bên cạnh đó thì Tổng thống vẫn chưa đưa ra một cái biện pháp gọi là kiểm soát cứng rắn chặt chẽ như thế nào. Ông cũng không đáp lại những lời chỉ trích nói rằng luận điệu chống di dân của ông đã góp phần tạo nên môi trường độc hại cho loại tư tưởng thù ghét di dân. Tổng thống Donald Trump đã phát biểu tại Nhà Trắng vào hôm thứ Hai, năm tại tháng 8 rằng sau hai vụ xả súng hàng loạt cách nhau chỉ 13 tiếng đồng hồ ở thành phố El Paso, bang Texas và thành phố Dayton thuộc tiểu bang Ohio. Trong đó, các tay súng đơn độc đã giết chết tổng cộng ít nhất là 31 người, thưa quý vị, và làm bị thương thêm hàng chục người nữa. Cùng một tiếng nói, quốc gia của chúng ta phải lên án tư tưởng kỳ thị chủng tộc, cố chấp và thượng đẳng da trắng. Đó là những cái lời chia sẻ của ông Tổng thống Donald Trump, lưu ý tới sự thù hận thể hiện trong một tuyên ngôn được nói là của một thanh niên da trắng bị câu lưu như là nghi phạm trong vụ xả súng vào hôm Chủ nhật đầu tuần tại một siêu thị Walmart thuộc thành phố El Paso, sát với biên giới Mexico. Kính thưa quý vị, đó là một vài tin tức mà chúng tôi sáng nay qua ly cà phê sáng để gửi đến quý vị tất cả những sự kiện liên quan đến hai vụ nổ tệ hại nhất gần đây trong những hàng loạt của những vụ nổ súng ở tại Hoa Kỳ. Lại dĩ nhiên chúng ta mong đợi một cuộc sống hòa bình, một cuộc sống yên lặng và mọi người tôn trọng lẫn nhau. Tuy nhiên tất cả những sự kiện liên tục diễn ra đã cho thấy có một sự bất ổn trong vấn đề gọi là xử súng bừa bãi tại Hoa Kỳ. Chúng ta chờ xem tất cả các vị lãnh đạo ở về phía lưỡng đảng Dân Chủ và Cộng Hòa cũng giống như Tổng thống Donald Trump sẽ đưa ra những biện pháp cứng rắn như thế nào để hầu ngăn chặn tất cả những tệ hại mà cứ tiếp tục diễn ra ở trên quê hương của chúng ta. Đó là chuyện ở El Paso và Dayton. Nhưng sáng nay thì chúng ta không thể nào không nói đến chuyện tất cả những sự kiện liên quan đến vòng nhân dân tệ đã bị phá giá và Trung Quốc đã đưa ra những cái biện pháp và Hoa Kỳ liệt kê Trung Quốc vào một trong những quốc gia có thể nói là có vấn đề với vấn đề tiền tệ và vấn đề tài chính. Việc trước tiên Trung Quốc hạ giá đồng nhân dân tệ và ngừng mua nông sản của Hoa Kỳ. Như quý vị đã biết, vào cuối tháng 6 tại Osaka, hai ông chủ tịch của hai quốc gia có một nền kinh tế thượng đẳng, đó là Hoa Kỳ và Trung Quốc, đã gặp gỡ trong vòng 90 phút và họ quyết định sẽ có những cái biện pháp nhằm giải quyết được vấn đề cạnh tranh thương mại giữa hai quốc gia. Điển hình nhất là Trung Quốc hứa sẽ có thể nói tiếp tục mua một 16 tỷ đô la hàng hóa nhập khẩu về nông sản của Hoa Kỳ. Tuy nhiên sáng nay thì Trung Quốc đã tuyên bố Trung Quốc hạ giá đồng nhân dân tệ và ngừng mua nông sản của Mỹ. Thưa quý vị, Trung Quốc ngày 5 tại tháng 8 đã lần đầu tiên để cho đồng nhân dân tệ của mình suy yếu hơn ngưỡng tỷ giá là 7 tệ đổi lấy 1 đô la Mỹ sau hơn một thập niên, và sau đó nói rằng họ sẽ ngừng mua tất cả các nông nghiệp của Mỹ.
làm leo thang chiến tranh thương mại ngày càng trầm trọng hơn giữa Mỹ Trung. Kính thưa quý vị, việc làm suy yếu nhân dân tệ mất đi 1.4% đã diễn ra vài ngày sau khi Tổng thống Donald Trump gây choáng váng cho thị trường tài chính khi tuyên bố sẽ áp một cái thuế quan mới 10% đối với 300 tỷ đô la hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc kể từ ngày 1 tháng 9. Tổng thống Donald Trump hôm thứ Hai đã lên trang Twitter của ông và cáo buộc Bắc Kinh là nước thao túng tiền tệ. Ông không tiết lộ bất kỳ phản ứng cụ thể nào của Hoa Kỳ. Một số nhà phân tích cho rằng bước đi này của Trung Quốc có thể mở ra một cuộc mặt trận mới đầy nguy hiểm trong chiến tranh thương mại, một cuộc chiến tiền tệ. Sau khi Tổng thống Donald Trump phát biểu, Bộ trưởng Thương mại của Trung Quốc loan báo công ty Trung Quốc đã ngừng mua tất cả các sản phẩm và nông nghiệp của Mỹ và ông cho rằng Trung Quốc sẽ không loại trừ thuế quan nhập khẩu đối với tất cả các sản phẩm nông nghiệp của Mỹ được mua sau ngày 3 tháng 8. Việc đồng nhân dân tệ lao dốc làm rung động thị trường tài chính toàn cầu. Đây là một trong những cái cuộc chiến tranh mà có thể nói sẽ đưa đến vấn đề nguy cơ cho hai nền kinh tế lớn nhất trên thế giới và tất cả các quốc gia có ảnh hưởng quan hệ đến với sự suy thoái này. Quý vị đang cùng với Xuân Quỳnh và Đoàn Trọng qua Cà Phê Sáng và chúng tôi trở lại với quý vị trong giây lát.